Sky, Chrono, Hayato, Maro và Ufa. Đây là những combo rất phổ biến, không chỉ với những tay sniper mà còn ở nhiều vị trí khác. Và hiệu quả là cực kỳ nhiều với combo súng khác nhau. Bên cạnh sự xuất hiện của Chrono, Hayato thức tỉnh quen thuộc. Trong bộ kỹ năng này sẽ có Maro, sát thương tăng theo khoảng cách tối đa 25%, sát thương vào kẻ thù bị đánh dấu tăng 3,5%. Mufa, sát thương nhận từ headshot giảm 5%, tối đa 30%, sát thương lên tay, chân của kẻ thù tăng thêm 5%, tối đa 20%. Khi chơi theo team để giúp toàn đội săn được người hiệu quả cao nhất, các bạn cũng có thể sử dụng combo này: Chrono, Moko, Kelly và Maxim. Hoặc theo gợi ý của ông thần súng tỉa mới nổi tại chiến địa phân tranh Vàng Mèo: Chrono, Raphael, Kelly và Moko. 1. Chrono, Hayato, Kelly và Maxim. Và combo cuối cùng được sử dụng nhiều nhất và chọn bộ kỹ năng vị trí nào cũng có thể sử dụng được, nhưng ưu tiên đặc biệt với ai thích cận chiến hơn cả, đó là Chrono. Kỹ năng dù được điều chỉnh sức mạnh đáng kể nhưng sức mạnh chặn sát thương ngay lập tức thì vẫn được ưu ái rất nhiều. Hayato cùng Kelly vẫn được biết đến là kỹ năng phổ biến, nhưng nay không những Hayato thức tỉnh mà cả Kelly cũng thức tỉnh khi có thể lướt đi trong vòng 4 giây trước khi kích hoạt. Một phát bắn đầu tiên trúng mục tiêu gây 106 sát thương tồn tại trong tận 5 giây, và Maxim giảm thời gian dùng túi cứu thương và nấm lên 40%. Đây là bộ kỹ năng được Neo Não và Buzzer Sky Dark sử dụng thành công tại Free Fire World Series. Đi kèm với combo kỹ năng này, hai khẩu Vector đôi hoặc tiểu liên đi kèm súng trường vẫn là cực kỳ hiệu quả đấy nha. Và đó chính là top 5 combo kỹ năng mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn tại cẩm năng liên trình Free Fire tuần này. Còn bạn, đâu mới là một kỹ năng nuột nhất của bạn? Comment ngay xuống phía dưới và nhớ đừng quên theo dõi luôn kênh YouTube Huyền Thoại Sinh Tồn để đồng hành cùng những mùa giải eSports hấp dẫn tới nha. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của Huyền Thoại Sinh Tồn Free Fire eSports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu eSports đỉnh cao. Bạn chưa có tai nghe? Sở hữu tai nghe không dây cực đỉnh tại đây. Tai nghe của game thủ chuyên nghiệp, thiết kế gaming, chất âm vô đối, nghe bước chân rõ như tiếng mẹ mắng, siêu ưu đãi, siêu phải chăng, không cần lo lắng, sở hữu ngay. Cúc Cam, bình luận viên Free Fire số 1 Việt Nam.